Rồi, hello, chào các bạn nha. Hôm nay thì trái ổi nó chín, nó lớn lắm rồi. Tính là cuối tuần hái, nhưng mà để hái luôn các bạn ơi, vì nó để lâu trên cây nó sẽ chín quá thì nó rụng. Khi mà mình không có theo dõi được nó thì nó sẽ rụng xuống ha. Không có dịp để quay lại cho các bạn xem. Thì bây giờ quay lại cho các bạn luôn ha. Đây, tính hái trái ổi này. Ngoài trái ổi này thì còn có mấy trái ổi kia kìa, bên kia kìa. Bên kia mấy trái luôn. Tự nhiên nước nó bỏ qua đây ta. Đó, bên kia có mấy trái rất là lớn ha. Bên kia kìa. Trái rất là lớn lắm á. Đó. Cái này nè, cái này lớn nè. Chín luôn. À, các bạn thấy không? Chắc mình xử luôn ha. Mình xử mấy trái liền lúc luôn cho các bạn xem ha. Đầu tiên là trái này ha. Trời ơi, rồi vô là nó rụng luôn rồi. Chưa cần hái nha. Một trái ha. Mình muốn hừ. À, còn hai trái kia nữa. Bự lắm. Rất là bự nha. Mình hái sợ nó hư. Cũng mềm lắm à. Trái chín lắm rồi à, nó đang hư ở mặt ngoài nè. Nó trái ha. Còn thêm trái trên kia nữa. Đâu có hái không ta? Phải để lại. Trái, hai trái trên kia nữa kìa à. Các bạn thấy không? Có một trái nè. Trái kia nữa kìa. Hai trái kìa. Đó, có cái bọc á, cái này. Rồi ngoài ra trên cây còn nhiều trái lắm nha. Trên ngọn cây nó nhiều lắm.